Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Kinh tế Hội nhập phát sóng trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chuyên mục được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần và phát lại vào lúc 11 giờ 15 trưa ngày hôm sau. Thưa quý vị và các bạn, nấm linh chi đỏ là loại nấm dược liệu có giá bán trên thị trường khá cao, từ 800 đến 1 triệu đồng trên 1 kg. Anh Nguyễn Quốc Trường ở thôn 2, xã Roman, huyện Đam Rông chính thức đưa mô hình trồng nấm linh chi đỏ Đà Lạt và sản xuất theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có thêm 3 hộ nông dân khác mạnh dạn học tập và làm theo. Chính sự mạnh dạn bứt phá của người nông dân trên con đường phát triển kinh tế đã mở ra nhiều triển vọng mới cho huyện vùng sâu Đam Rông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Sau nhiều năm kiên trì mày mò, học hỏi với không ít lần thất bại, năm 2013, anh Nguyễn Quốc Trường ở thôn 2 xã Roman, huyện Đam Rông chính thức đưa mô hình trồng nấm linh chi đỏ Đà Lạt vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Bằng số vốn tự có, anh đã mạnh dạn xây dựng hai nhà trồng nấm linh chi dược liệu khép kín từ khâu làm phôi. Vượt qua những khó khăn buổi ban đầu, đến nay mô hình trồng nấm linh chi thương phẩm của anh Nguyễn Quốc Trường đã đi vào giai đoạn kinh doanh với nguồn thu nhập ổn định. Là một loại nấm dược liệu, việc làm phôi nhân giống nấm linh chi đỏ được anh Nguyễn Quốc Trường tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt. Bởi theo anh, chính kỹ thuật làm phôi sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của người trồng nấm. Chính vì vậy, ngoài những kiến thức tự tích lũy, anh Trường còn tranh thủ sự giúp sức của đội ngũ, những nhà khoa học thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, thông qua nguồn vốn đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ của tỉnh. Nhiều bài học kinh nghiệm đã được nông dân Nguyễn Quốc Trường tích lũy từ thực tiễn vừa học vừa làm. Cái giống này nó cũng là rất là quan trọng. Đấy, cho nên là khi mình bà con mình ai làm thì cũng nên thứ nhất là chọn một cái cơ sở nào nó làm giống nó đạt tiêu chuẩn, mà không thì tốt nhất là cứ lên trên viện sinh học Đà Lạt mình mua cái giống là chuẩn nhất, rồi về bắt đầu mình nhân ra. Đó, thế là cũng có phải là một là nếu mà cô mình có cái cơ sở bạn bè anh em làm nó đạt tiêu chuẩn rồi, mình tin tưởng rồi thì mình lấy ở đó nó cũng được, mà không thì tốt nhất là mình cứ lên trên viện. Với cái kỹ thuật làm ra cái bịch phôi này là bà con ấy nhớ là phải mua một cái mùn cưa chỗ nào là tin tưởng nhất, đặc biệt là một sạch của cái cao su. Về cái cây nấm linh chi này chỉ có cái mùn cao su mới làm được. Ví dụ như là mình làm nấm mèo, nấm rơm, nấm ấy thì mình làm cái mùn khác nó trộn vào được. Chứ còn cái nấm linh chi này phải là cây cao su, mùn cây cao su. Nhưng hiện tại bây giờ như tôi đang thu nhận lấy về từ Gia Lai về. Qua khảo sát ban đầu, nấm linh chi đỏ Đà Lạt được đem về trồng ở Đam Rông tỏ ra khá thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Bởi với điều kiện khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ không vượt quá 35 độ C, được xem là một môi trường tự nhiên lý tưởng để nấm linh chi đỏ Đà Lạt bén rễ, sinh trưởng và phát triển. Qua con số thống kê ban đầu của chủ cơ sở Nguyễn Quốc Trường, thì cứ sau 5 tháng chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nấm linh chi đỏ Đà Lạt sẽ cho thu hoạch lứa đầu, mà hiệu quả kinh tế cũng đem lại nhiều tín hiệu đáng mừng. Theo kinh nghiệm của tôi thì trong 3 năm để tôi làm cái nấm linh chi này, thì thấy cái thời tiết và cái khí hậu ở như cái đất Đam Rông này là mình làm cái nấm này là rất tốt. Đấy. Mà theo để so sánh là tôi so sánh như là mấy anh em bạn bè của tôi cũng làm, ví dụ như là Đức Trọng hay Bảo Lộc. Đấy. Cùng lấy một cái giống đó ra, nhưng mà thực sự ra là về cái sản phẩm khi mà nó ra được thì anh em bạn bè ở đó là đánh giá là cái đất Đam Rông này là vẫn thuận lợi hơn. Bình thường như anh em ngoài kia người ta làm ấy, là một cái bịch nấm này nó ra được khoảng độ 2 gram, nhưng mà theo cái thổ nhưỡng ở đây thì hiện tại như năm nay tôi làm ấy, về cái kỹ thuật như năm ngoái tôi làm thì nó cũng chỉ được 2 gram thôi, nhưng mà theo cái kỹ thuật của mình một ngày nó càng một cái rút ra được cái kinh nghiệm, như năm nay là tôi làm đã đạt được đến tới 3 gram trên một cái bịch nấm này rồi. Hiệu quả nó cũng là rất tốt. Để đạt được cái hiệu quả này thì thứ nhất là mình phải có một cái thời gian mình chăm sóc để cho nó đạt hiệu quả vào cái thời điểm nào. Ví dụ như mà trời mà nó nắng thì mình lại phải có một cái cách che đậy nó sao. Là cái này là yêu cầu của nó là cái độ ẩm nó cao. Đấy. Nhưng mà độ ẩm cao nhưng mà lại phải làm sao để mà nó có ánh sáng. Chứ nó không được tối quá và nó cũng không được sáng, mà nếu mà ánh sáng mà dọi vào, ánh nắng mà trực tiếp vào thì cái cây nấm này nó lại cũng không ra được.
Đấy, cho nên mình phải rất để ý về cái kỹ thuật mà để mình khi mình lên được cái cây đó. Với giá bán hiện nay trên thị trường dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một ký nấm linh chi đỏ loại 1. Trung bình mỗi tháng, cơ sở sản xuất nấm Nguyễn Quốc Trường ở huyện Đam Rông thu nhập gần 200 triệu đồng. Do thị trường tiêu thụ rộng mở, cơ sở ăn nên làm ra nên đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Thành công bước đầu từ mô hình trồng nấm dược liệu của cơ sở Nguyễn Quốc Trường đã mở ra nhiều triển vọng mới, giúp xã Romen của huyện Đam Rông có thêm một định hướng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương. Đây là một mô hình rất hiệu quả. Thì tới đây thì Đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng muốn nhân rộng cái mô hình ra đối với bà con trong địa phương. Thì hiện nay thì đang là huy động bà con lao động tại chỗ đến để vừa là làm lấy đồng công, vừa là học hỏi kinh nghiệm để sau này sẽ nhân rộng cho bà con trong làng, trong xã. Thì cái mô hình này rất hiệu quả đối với lại các cái mô hình khác. Thì về cái này, một là mình lao động ở trong nhà. Về vấn đề thứ hai nữa về cái vốn đầu tư, nó chỉ mất mình vốn ban đầu. Đấy, và sau này mình chỉ bỏ công chăm sóc thì mình không mất vốn đầu tư dài dài nữa. Đó, cho nên so với cái hiệu quả với lại đối với các cây trồng khác thì cái này hiệu quả hơn rất là nhiều. Từ những thành công ban đầu của mô hình trồng nấm linh chi đỏ Đà Lạt do anh Nguyễn Quốc Trường khởi xướng, thì đến nay trên địa bàn huyện Đam Rông đã có thêm 3 hộ nông dân khác mạnh dạn học tập và làm theo. Sự mạnh dạn bứt phá từ nếp nghĩ đến cách làm của nông dân huyện Đam Rông trên con đường phát triển kinh tế đã mở ra nhiều triển vọng mới cho một vùng đất còn lắm gian nan nhưng không kém tiềm năng này.